Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Top 1 câu hỏi mà anh em hỏi mình nhiều nhất luôn. Các server khác thì hợp thể có phân thân mà, ông này lên hợp thể hậu kỳ chưa có phân thân, lạ nhỉ? Nhìn chung là cũng có một bạn vào giúp mình để trả lời là chưa đủ 33 ngày phân thân kiểu gì bạn. Nhưng bạn trả lời sai rồi. Mình xin đính chính với bạn là như thế này nhá. Thì đúng ngày đầu tiên mà mở server á, thì admin có hỏi mình là bạn ơi, bạn có build phân thân luôn không? Để mình mở cho bạn tính năng phân thân. Thì lúc đấy mình lại đang ăn cơm. Thì mình mới bảo là đang ăn cơm lại nói đến phân, tao đánh cho mày phọt cho bây giờ. Thế là nó sợ quá, nó chạy luôn. Từ đấy đến nay là nó không cho mình cái tính năng phân thân nữa. Cho nên là mình không có phân thân nhé. Ok, câu hỏi thứ hai. Cày chay nên chơi phái gì từ đầu đến cuối vậy mọi người? Chơi nạp. Câu hỏi số 3. Cày chay nên chơi linh thú nào anh? Sao mày chửi anh là thú? Câu hỏi số 4. Vẫn là tình lê. Chơi chim đi anh. Anh chơi chú tước nhà mày, anh không chơi chim. Câu hỏi số 5. Em đánh nó nửa hiệp thì máu trên 50%, nửa hiệp thì máu dưới 50%. Thì chọn cái nào? À, bạn này đang hỏi liên quan đến tu ma hay là tu tiên. Nếu như trường hợp của bạn lại khó như vậy thì tốt nhất là bạn thấy cái nào đẹp hơn thì bạn tu, ok. Câu hỏi số 6. Sao thấy yếu thế nhỉ? Hợp thể chưa tới một đức, ok, bạn tài, bạn là nhất, bạn là vô địch luôn á. Câu hỏi từ số 7 đến số 11. Biết em là ai không? Em là Kiệt GM nè. Biết em là ai không? Em là Kiệt GM nè. Biết em là ai không? Em là Kiệt GM nè. Hi anh. Biết em là ai không? Em là Kiệt GM nè. Hi anh. Biết em là ai không? Em là Kiệt GM nè. Hi anh. Ok, anh biết em là Kiệt rồi nhá. Để anh ban em luôn, Kiệt ơi. Spam quá trời luôn. Rồi. Cho đi luôn. Câu hỏi số 12. Anh ơi, nên chơi phái né không anh? Thì thực ra là chơi phái nào cũng như vậy thôi. Miễn là anh em build chuẩn cái thần thông này, linh thú này, tinh quái, thì môn phái nào nó cũng mạnh cả. Và sẽ có những môn phái mà nó khắc chế lẫn nhau, thì anh em chỉ cần để ý một tí. Nếu như anh em cầm liên bạo mà đi oánh với mấy môn phái né thì chắc chắn là không thể nào ăn được rồi. Nếu như anh em muốn thắng môn phái né thì chơi phản công đi, đánh bằng linh thú ứng long, hoặc là chơi môn phái khác như là choáng chẳng hạn. Đấy, anh em phải điều chỉnh linh hoạt. Câu hỏi số 13, chơi bạo kích liên kích nên chơi ứng long không mọi người? Không nên chơi ứng long mà nên chơi cái con rồng mà thanh long ấy. Con đấy thì nó sẽ đánh tăng thêm tỷ lệ bạo kích, và hiệp nào nó cũng đánh thì nó sẽ ngon lành ngày nào hơn. Anh ơi, em có hơn 47.000 đào, có nên xả hết không anh? Ôi dồi em ơi, chịu em rồi, em tích làm gì đến tận 47.000 đào để em thọt lòi cả mồm ra vậy? Em theo giáo án của ai mà khủng khiếp dữ vậy trời? Anh là anh chỉ có hướng dẫn em là tích đào đến tầm khoảng 10k khi mà build phân thân. Còn lại thì tất cả những ngày khác chỉ tích 2 ngày cuối cùng trước khi lên cây. Thế mà em tích quả 47.000 đào thì ôi dồi ôi luôn. Ngày mấy mới lại ra quý tiên ngọc vậy anh em? À, hôm nay là ngày thứ 31 ở trong server của mình thì nó đã ra thêm cái quý tiên ngọc rồi. Và anh em lưu ý là để ra cái quý tiên ngọc thứ hai thì chúng ta phải mua hết cái gói quý tiên ngọc thứ nhất. Tương tự như vậy, cứ mua hết gói thứ hai thì lại ra gói thứ ba. Và cái gói thứ ba thì không biết, nhưng mà gói thứ hai là ngày thứ 31 là có nha. Và câu hỏi cuối cùng, anh ơi ăn không anh? À, mày ăn tất đi, tao không ăn đâu, không phải mời.